Nam Khánh xin kính chào toàn thể quý vị. Video clip ngày hôm nay em lại giới thiệu đến quý vị vài cặp loa Buxell, một cặp Victor toàn giải siêu nhỏ, một cặp loa Peeler CSX1, một cặp loa màng FB rất là đẹp nhé, một cặp loa Peeler SX99, đây dòng ba loa của nam châm rất là to, một bộ dàn Panasonic HD50 dàn 4 thớt rời các nhé, có chỉnh bắt chép trên máy luôn. Đấy, hoạt động CD đọc rất là tốt luôn, tặng kèm anh em một thiết bị bắt Bluetooth để anh em dùng thì nó tiện. Và một cái bộ Sony S2, bộ Sony S2 này thì gồm 3 thớt âm ly CD và tuner để bắt đài radio. Đây là cái phần đầu CD này. Đây dưới này cùng là cái phần âm ly các nhá. Âm ly. Ngoài cùng này là phím nguồn. Đây là chỉnh bát này, chép này, ba lăng này. Đây là selector để anh em chọn đường vào. Và đây là cái lúm volume. Đây là phần âm ly. Còn phần em cho nhỏ đi chút để quay cho quý vị cái bộ Sony đầu tiên nhá. CD, phím ngoài này cũng là phím nguồn này. Đây là màn hiển thị của phần quắc đếm dây của CD này. Đấy, rất là đẹp nhá. Cái dòng này thì cái phần quắc của nó rất là sáng, các bác nhìn này. Quắc rất là sáng đẹp nhá. Đấy, đây là phần da đĩa này. Play này, stop, tời đi tời lại. Đây là cái vặn để lách bài này. Đấy, khi anh em lách bài thì anh em vặn đây nhá. Đây, vặn nó phát sang nhảy sang bài 2. Đó. Tình trạng đẹp keng các nhá. Em đang đánh nó vào cái cặp loa Peeler X1 màng FB nhá. Buông khói ngây thơ, tôi kể người nghe một chuyện tâm. Nửa đêm xa lạnh, bỗng nghe âm một tình thương trong tim. Sương vấp trên gác sông biên thủy, một cơn gió bỗng khơi chuyện ngày qua. Nhớ lúc xa xưa tôi có người em. Em tạm dừng cái âm thanh cái để em quay tiếp lốt cho quý vị cái phần bộ Sony nhá. Sony này thiết kế thì có hai cái má ốp nhựa hai bên này, thiết kế rất đẹp nhá. Tình trạng thì là hàng mạng về, đẹp keng luôn các bác nhá. Các cái má nhựa này không có một chút xíu là gọi là xước hay là gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Cực kỳ mới nhá. Size của nó thì size 30. Dòng này thì là dòng nhỏ, đánh 4 sò MOSFET các nhá. Thì 4 sò MOSFET, cái dòng này thì nó ghi luôn trên đây này. Đấy, đánh MOSFET này, MOSFET power. Đó, các bác nhìn thấy không? Đấy, dòng này thì tiếng rất là sáng nhá. CD thì đọc tốt và cái con này ấy, CD của nó là mắt 240 cho nên là rất là dễ thay thế, mắt thông dụng mà anh em mai sau về, nói chung là những cái con mà nó mắt thông dụng này thì chẳng may mà nó có hư thì mình cũng rất là dễ kiếm những cái đồ để mình thay thế. Đấy. Và phần tiếp theo thì là cái phần con radio này. Cái radio này thì nó là để bắt đài AM FM, thì cái dòng nội địa này thì nó chỉ có đài 90 thôi các bác nhá. Đấy, thì anh em nào mua con này thì thực ra thì chỉ bày đẹp là nhiều thôi, chứ còn cũng khá là ít khi anh em nghe đài radio. Đấy, anh em bày ba thớt thì nó đẹp hơn. Đấy. Cái này thì em sẽ bán cho quý vị cái con âm ly và CD thôi, tặng luôn cho các bác cái con tuner này, giá hai thớt âm ly và CD là 3 triệu đồng các bác nhá. Âm ly Sony S2 và CD Sony S1. Đấy, cái này nó là một combo với nhau, nhưng mà nó không có bọn này nó không có cái phần CD của S2 đâu, chỉ có S1 thôi. Đấy, sử dụng chung với nhau. Đây, CD P S1 các nhá. Còn đầu âm ly của nó là S2.
Đấy, còn đâu dòng S1 thì nó sẽ là con dề chứ nó không phải là con âm ly nữa, nó là dề bởi vì phần công suất nó nằm ở trên loa. Đấy, bộ này thì có giá là 3 triệu đồng hai thớt các nhé, hai thớt âm ly và CD tặng thớt tuner luôn. Đấy, em sẽ quay tiếp cả cái phần đằng sau để cho quý vị nhìn cái phần đây là phần ngang này, các bác nhìn thấy đẹp chưa, đẹp cáu cạnh luôn nhá. Đây là phần phần đằng sau này. Đấy, tất cả những cái rắc AV này đều là rắc mạ vàng các nhá. Đấy, đều là rắc mạ vàng hết này. Đấy, con này có cả cầu kết nối này. Đấy, cầu kết nối để anh em làm dề hoặc làm pâu đều được nhá. Đây là phần cổng rắc AV của CD. Đấy, và trên này cũng là phần cổng rắc AV của tuner. Tất cả bọn này đời cao cấp nó đều mạ vàng, từ những cái con tuner nó mạ vàng nhá, CD mạ vàng nhá, âm ly cũng mạ vàng cấp. Đây là phần công suất nhá. Công suất của này là 75W các nhá. Em zoom lại cho led này. Cái này nó hơi mờ một chút xíu. Đây. Đấy. Điện 100V, công suất là 75W các nhá. Đánh 4 sò MOSFET. Đây là phần cọc loa. Cọc loa là cọc bắp chuối các nhá. Cọc bắp chuối. Đấy. Anh em có thể vặn vào đây hoặc là cắm ở lỗ này đều được cả nhá. Thì mình sử dụng cái rắc nào thì mình cắm cho nó phù hợp. Đây là phần CD này. Đấy. 100V 9W. CD S1. Tổng thể thì nói chung là con này thì còn rất là đẹp này. Từ những cái má ốp của nhựa của nó, những cái má ốp nhựa này, hai bên này ốp nhựa nhá. Giá là 3 triệu đồng các nhá. 3 triệu đồng cho cái cặp cái bộ âm ly và CD của Sony. Tiếp theo thì quay cho quý vị một cái cặp loa tầm giải rất là nhỏ xinh. Cặp này thì phù hợp những anh em mà chơi những cái phòng nhỏ hoặc là chơi phòng khách nhỏ cũng được. Đấy. Này là con Victor FS1 các nhá. Đấy, vỏ bằng gỗ anh đào. Nó là con toàn giải 8 cm. Đấy, rất là nhỏ xinh. Nhưng mà dòng này thì cái tính trầm của nó thì cũng không đùa được. Nói chung là những anh em chơi những dòng này rồi thì nói chung là quá nổi tiếng rồi. Còn đâu những anh em chưa chơi thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng, cũng như là những anh em người ta review những cái clip mà là đánh giá. Đấy, còn đâu là anh em nào có nhu cầu cặp này thì sẽ để cho các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, Victor FS1 nhá, trực kháng 4 ohm, công suất của nó là 20W. Đấy, hàng Victor Company of Japan Limited nhá. Đấy, đây là phần cọc loa. Thiết kế cái vỏ gỗ anh đào được sơn phủ một lớp bóng pialo. Đấy, hình thức thì nói chung là còn khá đẹp, cũng có xây xước nhẹ không đáng kể. Cái này thì đồ cũ cho nên là cũng có con đẹp, con xước nhẹ, con xước nặng. Con này thì nó có một vài vết đây. Đấy, thế thôi. Còn đâu là tổng thể cũng còn đẹp. Quan trọng nhất là tuyến loa này. Tuyến loa rất đẹp nha các bác nhá. Gân cao su còn căng đét này. Đấy, rốn của nó cũng còn rất là đẹp. Cặp này thì để cho quý vị với giá là 1 triệu rưỡi nhá, đầy đủ lưới căng. Đầy đủ lưới căng. Cái này tầm năm ngoái thì những cái cặp này nó rất là đắt, nó trên 2 triệu đồng các bác nhá. Đấy, năm nay thì giá nó giảm nhiệt rất là nhiều rồi. Đấy. Anh em chơi những cái tầm này thì giá nó yên, nó rẻ, cho nên là những cái đồ này mua được nó cũng rẻ hơn rất nhiều nhá. 1 triệu rưỡi cho cặp Victor FS1. Tiếp theo em quay cho quý vị một cái bộ loa Pioneer CSX1. Cặp này là cặp màng FB các nhá. Đây. Màng FB nhá. Đấy, gân da lươn nhá. Gân da lươn mềm nhũn luôn. Dòng này là loa kín. Đấy, bát 16 cm này. Trong này thì củ lâm châu rất là to. Thiết kế của loa này thì nó có hai đường tiếng, tất cả những cái đường viền của bát này và đường viền của chép này, hãng người ta đều chắt keo như những cái con loa Mỹ người ta cũng hay chắt keo, hay gọi là đất sét đấy. Đấy, thì nó đều có những cái keo ở các cái khe này để cho nó kín hơi nhé các bác nhé. Những dòng nó kín thì họ thường chắt keo như thế. Đây là con chép đôm titan cực đẹp nhé các bác. Tuyến loa này, tuyến loa không tì vết luôn, còn nguyên zin nhá, chưa lau chùi luôn, rốn vải còn cực kỳ đẹp đấy, kể cả gân này. Đấy, màng FB rất đẹp nhé các bác. Tép này hai con đều còn căng mọng, đằng trước này nó có một cái lưới sắt cho nên là nó bảo vệ rất là tốt, không bị móp méo như những cái con mà hở ra này rất hay bị móp. Cái phần tép rất là phí. Đây là phần thùng gỗ lạng các nhá, thùng gỗ lạng nhá. Đấy. Những dòng này thì em bán qua rất là nhiều nhưng mà lâu lắm rồi, có một bộ màng FB như này. Đấy, loa đẹp,
nang keng luôn. Quay cả cái phần đằng sau cho quý vị luôn. Thùng góc cạnh là đẹp keng, không có bị bể nở chút xíu nào cả. Đấy. Đây là phần hậu nhá. Đây, công suất của nó là 40W và trở kháng là 8 ohm, made in Japan các nhá. Đấy, series của con này nó dập chìm luôn đây này. 49 mấy cơ. Hơi mờ. 49B. Đây là 49B. Sao bên đây chứ bên này. Là 49A. Như vậy là con này nó cũng trùng series và chuẩn một cặp trái phải nha các bác nhá. Đấy, con này là những con FB, những con X1 bình thường ấy thì nó cái tem nó ở đây. Cái mã số series nó nằm đây. Đấy. Con này còn tem pad là tem pad vàng luôn này. Cái dòng FB là đặc biệt hơn những cái dòng mảng thường một chút xíu ấy. Đấy, và cái số series nó cũng gập dập ở cái trên cái này luôn, trên cái tem này luôn. Nó không phải dập ở thùng như các cái đời khác. Đời khác dập thùng đây. Đây là cái keo băng dính của bên Nhật các nhá. Cái này thì anh em về cậy ra. Đấy. Còn không thì ở đằng sau này thì cũng kệ, chả hiểu gì đâu. Cọc này là cọc ấn nhá. Cọc ấn. Góc cạnh thì chung là đẹp keng nhá. Góc cạnh đẹp keng. Đầy đủ lưới căng. Đây em lấy cái lưới căng em chụp vào cho quý vị nhìn nhá. Lâu lắm rồi mới có một cặp mà màng FB đẹp như này. Đây là phần lưới căng này. Lưới căng của nó còn rất đẹp, logo bằng nhôm. Logo bằng nhôm nhá. À, logo bằng nhôm. À, đây chưa bên nào. Ấn zoom trong led. Đó. Logo bằng nhôm. Đây quay xa cho quý vị nhìn cái phần lưới căng đó. Lưới căng còn rất đẹp, không có bị cấn rách gì. Đấy. Cặp này thì có giá là 5 triệu đồng các bác nhá. 5 triệu đồng. Bọn em bán thì em mua bao nhiêu thì em bán bấy nhiêu, chứ em không quan tâm nó là màng FB hay là màng thường đâu. Con này với cả con video clip hôm trước là bằng tiền nhau. Bởi vì bọn em mua bằng tiền nhau, chứ không phải là mua được con màng FB thì bán đắt hơn đâu. Đấy, bọn em bán là đồng giá là bằng nhau, mua bằng nhau thì bán bằng nhau. Còn con nào mua rẻ hơn thì bọn em sẽ bán rẻ hơn. Cái này thì có chiều rộng là 19, chiều sâu là 21 và chiều cao là 30. Đấy, Peeler CSX1 màng FB giá 5 triệu đồng các nhá. 5 triệu đồng. Một cặp loa cực kỳ chất luôn nhá. Cái dòng này thì cũng khá là ít có trên thị trường. Tất cả đều nguyên zin các nhá, từ những cái vải này đều là vải zin của nó nhá. Vải zin hết nhá. Zin 100% chưa tháo ốc. 5 triệu đồng cho cặp X1 các nhá. Tiếp theo thì em quay cho quý vị cái cặp Peeler SX99 nhá. Con này rất khủng này. Dòng 3 loa. Đấy, một chung này, một chép điện này và một con bát 22. Bát 22 củ nam châm rất là bự này. Củ xương 7 màu. Xương 7 màu các nhá. Hai chiếc đều còn rất đẹp này. Đấy, mã của nó là Peeler 20-750A. Đấy, con này có cái số series luôn này. Trên đây này, củ này. 118241. Con này chiếc bên đây cũng vậy, trùng series các nhá. 118241 trùng series luôn. Nam châm con này rất là to. Con này phải tầm mười mấy cm cái củ nam châm này. Đấy. Dòng củ 7 màu. Dòng này thì là màng carbon các nhá, màng carbon nguyên zin nguyên bụi. Đấy. Tuyến loa rất đẹp. Đấy. Gân là gân mút, rốn là rốn giấy. Một chút nữa em sẽ quay cái góc cạnh thùng cho quý vị nhá. Đây. Nguyên zin nguyên bụi nhá. Đấy, khi mà nắp lên thì nó như này. Đấy, những cái mặt này là mặt dưới này, mặt dưới nó sẽ có bám một chút xíu bụi như này. Đấy, đây em vẫn để nguyên chưa nào chùi nhá. Hai chiếc đều còn cực kỳ đẹp các bác nhìn này. Đấy, xương 7 màu sáng choang luôn. Đấy, rất đẹp nhá. Rốn còn căng mọng luôn, không có bị cấn rách gì. Lâu lắm rồi mới mua được cái bộ X99 này. Đợt trước thì chỉ có những cái bộ X77 thôi. X99 này thì cũng khá lâu rồi mới mua được một bộ. Và tiếp theo thì em quay quý vị góc cạnh thùng. Đây là phần tuyến loa cũng như là cái mặt trước thôi nhá. Đấy, tuyến loa chép, tuyến loa chung đều rất đẹp này. Những cái dòng này thì nó có lưới sắt bảo vệ rồi. Đấy, đây là con chép điện nhá. Chép điện nhá. Các bác nhìn chép điện zin, cái đường vòng lên vòng xuống này, thẳng tắp. Còn những con mà làm lại rồi là nó sẽ bị méo xẹo luôn. Đây, các bác nhìn thấy cái tuyến chạy của con chép này. Thẳng tắp luôn nhá. Ở đây là phần kiềng của nó mít. Đây là nó dòng này thì nó có thêm mấy cái control lever của giải cao.
LX99. Dòng này 130W một loa nhé. Những dòng S, dòng tem xanh này thì cái tiếng nó rất hay này. Đây là cái căng của nó đây. Video em quay sẽ chậm chậm một chút để cho quý vị nhìn được góc cạnh rồi là các thứ nhá, chứ không quay lướt. Quay lướt nó không kỹ, quý vị nhìn nó không được rõ. Đây là phần e căng. Các bác nhìn thấy e căng còn đẹp đến 90 mấy%. Đây là phần tem nhá. Tem đẹp không? Xanh nét luôn. Đó. Led căng nhá. Vải lưới e căng zin còn rất đẹp. Đây là phần quay cho quý vị phần góc cạnh thùng. Góc cạnh thùng của hai chiếc đều còn căng đét nhé. Đấy, rất đẹp. Góc cạnh vuông đét, không bể lở chút xíu nào. Đây là phần tem thông số này. LX99 130W 6,3 ohm, made in Japan, cọc loa ấn. Đấy, cọc loa những dòng này thì pillar này thì đều cọc ấn như này cả. X1 cũng vậy. Đấy. Series của nó là 02954. Đây 02954 chiếc Rai này. Đây là chiếc lép này. Đây là những cái vết bẩn, những cái vết bẩn không có bị bể lở chút xíu nào luôn. Con này cực kỳ đẹp luôn. Góc cạnh vuông đét luôn, kể cả cái thùng của con này, cái màu thùng của con này nó cũng đẹp. Đấy. Màu đấy, các bác nhìn thấy không, cực kỳ chất luôn nhá. Cặp này thì có chiều rộng là 27, chiều sâu là 23 và chiều cao là 47 các nhá. Giá cặp này là 4,5 triệu. 4,5 triệu thì cặp này cũng so với cái giá trước thì nó cũng rẻ hơn được khá khá rồi. Đợt trước thì toàn tầm 5 triệu trên 5 triệu, các số khác bán toàn trên 5 triệu. Còn đợt trước thì mấy cặp trước em bán nó cũng tầm 5 triệu. Nhưng mà bây giờ thì giá rẻ hơn rồi. 4,5 triệu các bác nhá. 4,5 triệu cho cặp LX99. Và tiếp theo thì em quay cho quý vị cái bộ dàn 4 thớt Panasonic HD50. Đấy, con này thì thuộc dàn chung 4 thớt. Lưới căng này. Lưới căng rất đẹp nhá, tem Panasonic mạ vàng còn rất là ok nhá. Đấy, trước đây cũng thế. Cái logo Panasonic người ta mạ vàng cũng đẹp này mà. Đấy. Đây là phần xương của nó này. Xương vàng luôn. Không có bị gãy cái gì cả, không có bị rách chứ gì, đẹp hết. Đây là phần dây nguồn này. Đấy, con này sử dụng dây nguồn số 8. Tặng các bác một cái thiết bị bắt Bluetooth này để các bác về dùng cho nó tiện nhé. Các bác cắm cái này vào cái ổ USB nguồn 5V. Đấy, còn một đầu này các bác cắm vào cái phần đằng sau jack aux của bộ dàn thì chúng ta có thể sử dụng được. Bắt Bluetooth cho nó tiện, đỡ phải cắm dây. Em giới thiệu qua một chút về chức năng của cái con Panasonic HD50 này nhé. Thì nó gồm 4 thớt, một thớt âm ly, một thớt màn hình hiển thị liền luôn là cái thớt tuner. Đấy. Và đây là một bên thớt CD và thớt băng cassette. Đấy. Tình trạng này hoạt động thì âm ly hoạt động tốt, tuner hoạt động tốt, CD hoạt động tốt. Cái con này thì nó không đọc bởi vì là nó đứt dây cua rồi. Cái dòng băng cassette này nó rất hay đứt dây cua, nó không nghĩa là vẫn ra vào bình thường, cửa học nó vẫn ra vào bình thường, nhưng mà con này nó không có đứt dây cua rồi, cho nên nó không có thể quay được cái băng nữa. Đấy. CD hoạt động cực tốt nhá, dòng này đọc tốt không kén đĩa này. 4 thớt mặt phe nhôm còn rất đẹp. Ở đây thì có chỉnh ba lăng này, volume này, bass chép này. Ở đây là có đường selector này, chọn AM, FM. Đấy. Ở bên đây thì là ổ đĩa thì nó rất là mỏng, đẹp. Đấy. Đọc tốt, không kén đĩa nhá. Đây là phần thùng loa, chiếc bên trái này. Đấy. Rất đẹp nhá. Xung quanh con chép này nó có một cái đường viền mạ vàng. Bát con này thì nó tầm 13-14cm nhá. Màng là màng plastic, màng plastic. Rốn là rốn vải. Em nghiêng lên trong quý vị dễ nhìn này. Đây. Màng plastic còn cực kỳ đẹp nhá. Rốn vải, gân là gân mút béo. Đấy. Thùng góc cạnh thì là ok, đẹp, không bể lở. Đây, chiếc bên đây. Đây là phần chép này. Đấy, kiềng vàng nhá. Đây là phần bát này. Đấy, trắng tinh nhá, bát trắng tinh luôn. Rất là ít khi mà mua được những cái con dàn nó còn trắng tinh như này, bởi vì những cái dòng bát trắng này thường thường nó sẽ bị ố vàng theo thời gian,
Nên con này còn rất đẹp luôn, rốn vải căng mọng. Đấy, gân này căng đét luôn, gân béo nhá. Gân béo là đánh tiếng trầm tốt hơn và nó uy lực hơn so với những dòng gân gầy. Đây, đây là phần góc cạnh phía sau. Đấy, còn rất đẹp, không bể lở. Cái này là nó bị quấn màng co thì nó bị bật cái giấy này lên. Đấy, cái này thì chấm tí keo phát nó lại vào ngay. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, đây này, nó bị bật cái giấy lên thôi nhá. Cái giấy xi ấy. Nó hơi cái phía sau này. Đấy. Công suất của loa là 60W các nhá, trở kháng 6 ohm. Đấy. Đây là phần bắt dây loa. Em quay luôn cả cái chiếc bên này cho quý vị nhìn cái góc cạnh thùng loa của chiếc bên này. Đấy, chiếc bên này cũng vậy nhá, rất đẹp nhá. Vuông thùng vuông thành chắc cạnh. Nó thông hơi rất là to, thiết kế phía sau. Dòng này thở rất là mạnh, như là nó thiết kế cái lỗ thông hơi to như này. Tình trạng đẹp. Bộ này thì có giá là 2.600.000 đồng các bác nhá. Dàn 4 thớt. Đấy, tích tất cả đẹp và còn tặng cho các bác luôn một cái bộ Bluetooth để các bác dùng cho tiện, đỡ phải cắm dây dợ. Đây. Đấy, nguyên bộ nhá, tặng luôn cho bác một cái bộ bắt Bluetooth 5.0. Thực ra cái này thì nó chỉ có mấy chục nghìn thôi, nhưng mà em tặng cho quý vị, tặng thêm cho quý vị không tính tiền, để quý vị về dùng cho nó tiện, cho mình đỡ phải cắm dây. Đấy. Chỉ cần cắm cho nó một cái nguồn 5V, cái nguồn USB ấy. Các bác dùng những cái sạc ấy, cái ổ sạc ngày xưa các bác dùng ấy, thì các bác dư cắm vào đấy một phát là lối cái dây sang cổng đằng sau của cái âm ly. Vậy là chúng ta có thể chơi AUX được. CD hiện tại đang đọc rất là tốt các bác nhé. Các bạn nào nghe đĩa CD thì chúng ta nghe. Đấy. Giá là 2.600.000 đồng cho bộ dàn 4 thớt các bác nhé. Các bác có nhu cầu cái sản phẩm nào thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451489. Em xin tạm dừng cái video clip tại đây. Hẹn gặp các bác ở cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.